Liệu các bạn có biết Blockfolk chính là một tựa game có khá là nhiều lời đồn thú vị, đến cả những người chơi lâu năm cũng không thể nào biết hết được. Nên ở video hôm nay mình và Vidax sẽ cùng nhau giới thiệu với các bạn 40 lời đồn siêu nổ não trong Blockfolk. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Blockfolk cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazyland. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Ai thì đến với lời đồn đầu tiên, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng Aura Haki quan sát thì nó sẽ gây ra nhiều đam hơn khi mà Quýnh không có Haki quan sát, em tin không? Là khi anh bật Haki quan sát anh sẽ đánh em đau hơn bình thường hả? Anh không biết nữa, lời đồn mà giờ anh thử mới biết nè. Đầu tiên anh sẽ Quýnh em bằng cái Electric Claw 2k4 đam. Và bây giờ anh sẽ bật Haki quan sát lên và... Ồ, 2k8 đam. Ủa nhưng mà cái đó anh bật Haki vũ trang mà. Thì ý là Haki á, tại nói lộn. Vậy là lời đồn này có thật các bạn, khi mà chúng ta bật Haki lên thì có thể gây ra nhiều đam hơn. Nhưng mà là Haki vũ trang chứ không là Haki quan sát nha. Tất nhiên rồi các bạn, Haki vũ trang là làm bạn đen hơn nên các bạn cứng cáp hơn. Và đến với một lời đồn tiếp theo, đó chính là trái Shadow khi ở trong bóng tối nó sẽ gây ra nhiều đam hơn lúc mà chúng ta sử dụng nó vào buổi sáng. Em nghĩ nó là thiệt á, tại Shadow là kiểu bóng đêm mà, nên bóng đêm nhiều hơn là nó sẽ mạnh hơn. Rồi giờ anh test chiêu lên người em nha. Chiêu dách đầu tiên sẽ gây ra 3k6 đam, và chiêu V sẽ là đứng đó nè, gán nha phốt. Không đau lắm đâu Phúc ơi, không đau đâu, gán chịu đựng xíu nha. Dạ em sắp chết luôn rồi. Thì chiêu V lúc này sẽ gây ra được 9k2 đam nha. Một chiêu nữa là đi luôn á nha. Thôi được rồi, tha cho bị đắt các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại thì nó đang vẫn còn là trời sáng, nên là chuyển sang trời tối thôi nào. Ok thì bây giờ trời đã tối rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi Quýnh bị đắt tiếp. Ok, gán như hôm cái nữa thôi để coi đam có tăng lên thiệt hay không nha. Sẵn sàng chưa hôm? Em sẵn sàng rồi. Đúng. Gán nhau. Em nghĩ là em chết trong này luôn rồi đó. Cái này yếu hơn mà, cái này đang là buổi tối thôi mà coi gì. Trời. Thì buổi tối trái sẽ đổ được tăng lên 9.500 đam nha các bạn. Nhưng mà thậm chí là nó còn chưa hết chiêu nữa mà Vidac nó sụp nụ rồi. Sụp nụ bên tư chè. Thì theo mình nghĩ khi mà buổi tối trái sẽ đổ sẽ được tăng thanh nộ là đam nó cũng sẽ được tăng theo, cũng khá là dễ hiểu ha. Thì đến với lời đồn tiếp theo, đó chính là khi chúng ta sử dụng chiêu dách của trái bắt ma và đi xuống thuyền, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tay lava vĩnh cửu luôn. Em nghĩ là cái này có thiệt không? Anh nghĩ có thiệt á. Em cũng nghĩ là có thiệt á. Em nghĩ mấy cái lời đồn của anh các bạn fan video là lúc nào cũng thiệt chứ. Anh nghĩ là anh sẽ tin vô các bạn fan để giờ anh mua thuyền thử nha. Bây giờ thì anh phải chui xuống dưới cái đích thuyền này để làm thử cái lời đồn. Ôi mà sao chui được, chắc là ba đâu có đi xuống nước được. Đây rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu dách bắn tùm lum. Rồi sao ủa alo phải không? Ôi ui thiệt hả? Thiệt nè. What the hell? Vãi cái chợ. Ôi lõi này có thiệt hả? Cái này nhìn nó còn bự hơn cái lõi bung của anh nữa. Nghe nó còn real hơn mà nó dễ làm hơn nữa chứ. Vãi cái chở thiệt. Chiêu Z đúng không? Em cũng muốn làm nữa. Chiêu Z em đâu đâu, em làm thử thôi. Em làm thử. Đây phải làm nè. Rồi. Ủa em đâu rồi? Alo, em chết rồi. Ủa em không có tầm cá hả? Không. Ủa phải tập cá mới làm được hả? Em nghĩ đâu chưa được biển mà không tập cá. Thì nói chung lời đồn này là uy tín nha, cứ được xịn luôn á. Mày bây giờ thôi các bạn nhớ phải có tập cá mới làm được nha. Và đến với lời đồn tiếp theo, thì như các bạn biết những chiêu di chuyển như là chiêu ép của trái lai như thế này thì nó sẽ không gây đam cho người khác đúng không, hoàn toàn vô hại luôn. Đúng rồi, không có tác dụng gì hết, chứ cái việc là nó sẽ giúp các bạn di chuyển nhanh hơn thôi. Tuy nhiên có một trái trong Lost Fruit lại đi ngược với những điều đó. Đó là trái gì vậy? Đó chính là trái Rumble. Thì theo thông tin mình biết được, khi mà chúng ta sử dụng chiêu ép trái Rumble và ngắm vào đối thủ, bùm, ui, gây đam thiệt nè. Oh my god, hình như nó làm tê liệt nữa. Anh thử, em thử di chuyển coi nha. Rồi, được không? Em bị delay một chút á. Đâu, anh thử di chuyển đi, em làm cho. Rồi. Thử coi. Ui, đúng rồi, em bị đứng yên đây nè. Thì điều đó này sẽ giúp các bạn combo dễ hơn. Vậy mới gọi là combo nè. Vậy mới gọi là combo nè. Mày biết ai mới là người chơi gimbal thiệt sự không? Ê Phúc đi thôi anh nè, let's go. Ok. Thì đầu tiên chúng ta chỉ cần qua Sea Castle và đi lấy cái Death Step. Chuẩn. Đúng rồi, cái này là dạng V2 nè. Xuống lửa ở giữa. Thì lời đồn này đó chính là khi mà các bạn sử dụng chiêu V của cái Death Step này và đổi sang cái melee khác thì các bạn có thể quẩy trên không liên tục 24 tiếng đồng hồ trong Lock Foot luôn. Quẩy trên không 24 tiếng. Nghe cũng có vẻ hơi vô lý ha, để anh thử. Hey, let's go. Đổi sang melee khác. Quay quá. Này, đứng yên đi mà anh, đừng đá nữa. Hay vậy nếu mình dùng chiêu V, dùng chiêu C là lúc đó mình sẽ đá ra lửa liên tục luôn hả? Để ông làm thử coi. Ok, đợi em xíu. Ok, giờ em sẽ dùng chiêu V, dùng chiêu C nha. Ok, thử coi. Song kiếm hợp nhất. Ủa bảy cái này là song chân hợp nhất. Lên đi Phúc. Ui,
ghê vậy. Oh my god, đỉnh vãi. Em còn ngầu hơn anh nữa. Ờ, bật cái chân lửa lên nhìn ngầu vậy. Điều khiển nè anh thấy không? Thấy thấy thấy. Song chân hợp nhất. Ôi đi ra đi vậy. Người xé đâu về, anh không muốn bị mắc kẹt đây vĩnh viễn đâu. Hay vậy, lâu nay hay vậy. Ừ, cũng hay á. Ok, thì bây giờ Vidac sẽ đứng đây 24 tiếng nha. Mình sẽ quay video tiếp đây. Tạm biệt em nha Vidac. Thì sẵn tiện đây ở Secret Show, chúng ta sẽ đến với một bí mật tiếp theo. Lời đồn. Nhầm nhầm, anh xin lỗi nha. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần leo lên cái tháp cao nhất trên Secret Show. Và sau đó thì chuyển sang trái control. Rồi, bật chiêu dách lên nha. Ui, ui, gì nhìn ảo vậy? Rồi, các bạn thấy phía xa xa kia lại không? Vidac đó các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu X của trái control và chém ngay Vidac, thấy ui, không? Ôi, hay hay hay, một cái đường màu tím kéo tới tặng chỗ em luôn. Mất trời ơi. Đỉnh không, đỉnh không? Đỉnh vậy. Đó, 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 đó. Nè, tới đây nha. Ok. Đó. Em một video. Thôi khó à, khó không chơi đâu. Đổi sang cái lời đồn khác đi. Nhưng mà cái này có thiệt nha, rất là đỉnh luôn. Ờ, anh không ngờ là chi tiết có chơi cần cho anh xa luôn á. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một lời đồn kế tiếp. Em biết ra gì không? Đi qua đảo Peanut đi, đảo Đậu Phộng. Ok, Đậu Phộng Peanut Land. Rồi lâu lắm mới lên đảo này luôn á. Rồi giờ thì theo anh nè, let's go. Em biết bí mật ở đây là gì không? Trước mắt em luôn á. Thua đây, thua đây, thua đây. Thua đi nói cho biết. Rồi thấy anh nè. Thì ở trên cái đảo này có một cái hang bí mật. Rồi vô được không ta? Ui vô được luôn nè. Wow hay vậy. Ui bơi đi Phúc. Tắm tắm biển nè. Ui hả? Em không bơi được. Em không bơi được. Sao hả? Ờ này nè, anh bơi bình thường mà. Nè xuống bơi đây cô. Giỡn hoài vậy. Ủa sao nó bị nhân tạo? Không ngờ trên cái đảo Đậu Phộng lại có cái hang bí mật như thế này. Đúng là bá đạo mà. Vậy là lời đồn là có thiệt nha các bạn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái lời đồn tiếp theo nha các bạn. Đây chính là một lời đồn liên quan tới con T-Rex. Em biết đó là gì không? Em không biết. Thôi để bây giờ anh lấy trái T-Rex ra cho em biết nha. Đây. Thì như các bạn biết, trái T-Rex chính là một trong những trái có cái em quan cực kỳ bá đạo. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta chỉ em quan một cái thế này, nó chỉ gây ra 675 đam. Nhưng khi mà chúng ta biến hình hình dạng khủng long bảo chúa. Rồi bây giờ anh quýnh thường em cái là em xài chiêu CTB một nơi thiệt là xa luôn nha. Rồi giờ anh quýnh em nha. Ok. Rồi TB đi, TB đi. Đu. What? Tợ heo đam nãy kìa. Oh my god, em sắp 4k5 đam cho một cái em quan nha các bạn. Vậy là cái này có thiệt nha các bạn. Khi mà chúng ta chỉ cần gây ra một cái em quan thế này thôi mà nó phương TB ra chỗ khác thì nó sẽ gây đam cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là mình rất là thích xài trái T-Rex nha các bạn. Các bạn chỉ cần kiểu combo one shot thôi là nó hủ xe. Ôi what the fuck. Anh đang ngậm ở trong miệng mà. Em đang ơi si cách độ. Ủa là sao? Ok, lời đồn tiếp theo thì nếu như các bạn không biết, chiêu X của trái control chính là một chiêu rất là mạnh, có thể cắt hết tất cả mọi thứ, thậm chí là cả cây nấm này nữa. Không được. Nhưng mà nó cũng chính là cái trái gọi là hài nhất trong Lockfoot luôn. Em biết lý do tại sao không? Tại sao vậy? Bởi vì chiêu X nó sẽ tạo cái tiếng động cực kỳ bựa khi mà chém ở phía bên ngoài đó, nghe không? Nghe tè. Nghe như mà thằng nào địch trong lớp vậy. Ui anh xài chiêu ngoài vòng được nè Phố. Bên ngoài vòng luôn nè, em ra ngoài vòng ơi. Ui chuẩn. Anh mới kéo vòng đi kìa, thấy không? Ờ đúng rồi, hái hái em tới nói luôn á. Trời ơi, mình lại phát hiện một loại bung mới đó rồi, what the hell. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với một lời đồn của trái chớp chớp như các bạn, trái của tứ hoàng Buggy. Thì như các bạn biết, trái chớp á, nó sẽ không thể nào mà bị mấy cái kiếm quýnh được đúng không? Đúng rồi, cái kiếm là không thể nào tác động được lên. Tuy nhiên, cây Sadi chính là một trong những ngoại lệ của trái chớp. Ngoại lệ? Đâu anh đánh thử ai của chúng không mà ngoại lệ? Trời nè cô. Mày ghê không? Ủa nhưng mà đâu gây đàm đâu. Nhưng mà em không có né được. Còn mấy chiêu khác coi nè, coi nè, coi nè. Đó là em né được hết luôn. Tuy nhiên chiêu này thì em sẽ bị khống chế. Đó. À chắc là nó vẫn có một chút khống chế hay gì là không có gì đúng không? Còn nếu mà em muốn kiếm quýnh được em á thì để anh cho em coi. Mày. À dạ. Và tiếp theo có cái lời đồn khá là kinh khủng về trái rubber trong Lockfoot. Em biết đó là gì không? Là gì? Trái rubber chính là trái mạnh nhất trong game. Anh đang kể chuyện hài hả? Chuyện nào nó có ghi 5 nó mới mạnh thôi, chứ giờ nó chỉ có ghi 2 thôi à. Thì như em biết á, trong Lockfoot á, súng với lại cái trái Rumble chính là hai thứ phổ biến nhất trong PvP đúng không? Đúng rồi, hai cái combo khá là dễ dùng. Nhưng mà khi mà em xài trái Rubber vô thì sao? Ok, anh muốn em chịu. Trời, đòi bắn. Gì? Vậy? Mày đòi bắn tao. Sao sợ chưa? Gì thì trái Rumble. Ây da. Ủa? Là mạnh dữ chứ cu. Chưa, cái đó chưa có đủ điện hay sao á. Trời ơi. Gãy ngứa rồi. Hình như nó bị lỗi hay sao á. Đây nè, đây nè. Trời 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 trời, cái gì vậy? No. No. Ủa. Đủ chưa cô? Đủ chưa cô?
Thì với trái Rumble này chúng ta có thể né hầu hết toàn bộ kỹ năng của trái Rumble và kể cả mấy cái súng nữa. Nhưng nếu như các bạn gặp những người sử dụng melee hay là trái quỷ khác thì sao? Đương nhiên rồi, trái Rumble vẫn còn cái kỹ năng khá là cao, đó chính là bỏ chạy nha. Ủa, vậy là mạnh nhất rồi đó ha. Và tiếp theo chính là cái... Và tiếp theo chính là cái bí mật khá là bá đạo của trái Spider-Man. Thì một cái bí mật đây đó chính là chiêu V của trái Spider nó sẽ đổi màu theo Haki. Tuy nhiên khi mà em đeo Haki 7 màu vào thì nó sẽ đổi thành 7 màu của chiêu V luôn. Là chiêu V của em sẽ biến thành 7 màu luôn, hiểu không? Là nó khi nó bắn là nó sẽ thay đổi màu luôn. Ok, đâu anh thử bắn thôi ơi. Rồi, không tin như vậy, coi này nha. Xài chiêu V nó sẽ đổi màu qua màu tím. Đó. Còn màu xanh. Từ màu xanh qua màu tím. Chuyện này làm sao có thể được? Đến với lời đồn tiếp theo. Thì ở lời đồn này đó chính là Melee Dragon Talon đang là Melee sở hữu cái quýnh thường có số lượng đam lớn nhất Lockwood. Sao có thể được, em nghĩ đáng ra phải là cái Melee mới nhất, cái Sangui Ad nó mới là đam cao nhất chứ. Anh cũng không biết nữa, thì đây chỉ là lời đồn thôi, nên là bây giờ tụi mình phải đi kiểm chứng nó mới được. Thì mình sẽ kiểm tra cái lời đồn này bằng cách là sử dụng ba cái Melee, đó chính là Dragon Talon, God Human và cái Quyết Quy Thực. Bởi vì đây chính là ba cái Melee mà mạnh nhất Lockwood hiện tại rồi. Để coi đâu chính là cái có lượng sát thương lớn nhất nha. Đầu tiên sẽ là cái Quyết Quy Thực. Mày 2k5 đam cũng chưa có hấm lắm. Rồi anh trở về nè, có thông anh tới nè Phúc, sẵn sàng chưa? Mày 2k8 đam. What the hell? Lần này đau chưa? Lần này cũng được thôi à, chứ chưa có hấm với cái da đen của em lắm. Lần này mà em nói không đau nữa thì anh cũng bó tay đó nha, anh thử nha. Ok. Melee được đồn là mạnh nhất Lockwood hiện tại. Mày 2k9 đam. Gần 3000 đam luôn á. Ừ, đau rồi đó. Ui, lời đồn này có thiệt nha các bạn. Melee này có thể khiến cho vi đất đau. Thì đây chính là một cái lời đồn liên quan tới trái Control nữa. Trái Control nhiều lỗi vậy. Ủa, nhiều lời đồn vậy. Đúng là trái chuẩn bị được reward có khác ha. Nhiều lời đồn vãi cái sở thiệt. Đúng luôn, đồn như lời vậy đó. Lời gì? Ây, trời thôi đừng nói từ đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật chiêu dách của trái Control lên. What the fuck? Vậy là thiệt hả? Cái này giống cái bình hơi bất ngờ đúng không Vô? Đến với lời đồn thứ 15, đó chính là chúng ta có thể sử dụng trái Bottle để teleport đi khi mà đang 1v1 ở đây. Em vô thử coi Phố. Ok. Rồi 3, 2, 1. Rồi thì theo lời bài này nói thì chúng ta có thể sử dụng chiêu C của trái Bottle để TP chỗ khác trong lúc đang PvP. Để xem coi là phải không nha. Sẽ TP về Total Mansion, let's go. Ui, nó kết thúc chiến đấu luôn kìa. Wow, vậy là mà gặn, nếu mà mình gặn cái full cái mình TP ra chỗ khác là đâu có bị tính là thua đâu. Vậy là quê. Đúng rồi, quê. Vậy là cái này cũng hoạt động nha, cũng hay á. Và đến với lời đồn thứ 16, đó chính là khi mà chúng ta bật dạng human lên thì có thể ăn được trái quỷ khác. 100% em thấy là giả luôn rồi đó. Nhưng mà cái này là ăn trái quỷ á, chứ không phải là lấy trái quỷ khác ra. Từ vậy để thử nha, biến hình dạng human nè. Rồi, và lấy trái quỷ ra ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử ăn trái dragon luôn nha các bạn. Ăn. Disable your transformation first. Vậy là cái này là phát rồi. Thấy không, em nói ngay từ đầu rồi. Ha, tại anh nghĩ giống như trái kinh cho nó, lúc mà bật cái vòng lên thì tụi mình có thể ăn trái quỷ khác được, em biết không? Thôi các bạn ơi, vậy là cái này là phát rồi nha. Tại vì mình tưởng là giống như trái kinh cho như nè, thấy không? Khi mà bật vòng á, chúng ta có thể ăn được trái quỷ khác và vừa xài trái kinh cho mà vừa xài trái cát luôn. Còn trái hung mạnh thì bó tay rồi. Và tiếp theo đến với lời đồn thứ 17, đó chính là bạn này nói là chúng ta có thể sử dụng trái bottle để TP mấy con quái. Làm nữa. Ê mà anh không đổi qua trái control được, tại cái dòng của cái room này vẫn còn. Ôi, anh không đổi qua trái khác được nữa hả? Anh không đổi qua trái bao tồn được nè. Trời đất ơi. Đâu để thử cái này nha. Sử dụng trái bao tồn để TP con quái. Để xem coi nó có thật sự TP theo mình không nha. Này nè, dưới theo tao TP qua Bottle, let's go. Ủa? Không có TP ha nha. Ê, không lẽ là bạn nói dụ mình ta, sao được. Để mình thử làm lại bung để mình coi con quái có TP hay mình không nha. Vô đây, vô. Ủa, nó không vô hả? Tao vô được. Vô, trời, vậy là bị dụ thiệt rồi. Vậy cái này là phát nha các bạn. Em dùng chiêu C rồi, anh dùng chiêu Z cho cái cổng của em, có khi anh sẽ đem nó heo qua TP được luôn. Ok, hiểu rồi. Đây. Hay. Ôi không được hả? Không được luôn. Ok, thì cái hồi nãy không làm được, nên là bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tiếp theo, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng chiêu C của trái Bottle lên người xài trái human thì nó sẽ tạo cái lỗi gì đó khá là bá đạo. Giờ em muốn em xài trái human hay là anh xài? Em xài trái human cho em chịu những cái gắt gói với anh cho. Em biết human đây. Bây giờ mình sẽ TP với đất nha các bạn. Total Mansion, let's go. Đó, có bị lỗi không? Let's go, em không được TP luôn. Ủa gì kỳ ta, để xem coi nha. Đâu em sao? Ủa là lỗi gì ta?
Lỗi. Anh biết cái lỗi là gì Phúc ơi? Em lỗi ghét chân vô cái tường ơi, em đứng đây em ghét cái chân vô cái tường ơi. Wow, mê đắc đang đái bậy nữa các bạn. À, em không có là anh kêu mình mà. Sao em dơ chân được vậy? Cái này em phải chỉ các bạn fan á. Xè. Rồi, thì đi ra đây nè Phúc. Em nhớ cái bữa trước mà anh nói là chúng ta random cùng lúc thì nó sẽ ra được hai trái quỷ giống nhau không? Rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi làm lại thêm một lần nha để xem coi bí mật này có phải là thiệt hay là không. Nghĩ lần trước là trùng hợp thôi. Ôi, cái này có khá là nhiều bạn thắc mắc đó nha. Nên bây giờ tụi mình làm lại thử cái này. Em đếm nha, 2, 3. Ok, random. Rồi, cái gì? Rồi. Trái quay. Ôi, anh trái chớp. Là giống chưa? Phải giống nhau. Ôi, vậy không lẽ cái bí mật này là fake luôn hả? Không thể nào các bạn ơi. Ai, sao mày lại nữa rồi phải không? Bí mật đó giả, bí mật đó là giả đó. Mà nếu mà không tin thì để các bạn fan thử đi rồi các bạn comment coi phải thiệt không? Chứ nãy mình quay á, mình cảm thấy mình quay chậm á các bạn. Ok, và đến với bí mật tiếp theo. Vãi cái chỗ làm như vậy đó. Em làm sao em chỉ cho bạn fan ơi. Này là kiểu con người của em, bản chất của em là vậy đó, nó cứ ngẫu nhiên vậy thôi à. Vì đắt nó giấu các bạn ơi, giấu nghề nó không muốn chỉ các bạn ơi. Thì như các bạn đã biết, khi mà chúng ta sử dụng trái hồ mình và nhảy xuống nước, đương nhiên là chúng ta sẽ không bị mất máu đúng không? Tuy nhiên thì em tin là anh vẫn có cách để làm trái hồ mình mất máu khi đang bơi không? Sao được, trái hồ mình cao hơn mặt nước biển mà sao mất máu được. Nè coi nè, bí mật này đó chính là khi mà em đang ở trong cái tư thế bơi mà biến hình hồ mình thì em vẫn sẽ mất máu luôn. Đó, biến hình và ủa nhưng mà sao bơi anh thử hết mọi cách luôn rồi đó, không bơi được. Bởi vì em nói rồi, trái hồ mình đâu có chết bởi nước được. Ôi vậy là cái này cũng là fake luôn hả? Đúng rồi, mấy bạn fan cái này cho mình hay sao á. Mày ôi ôi gì vậy? Ôi thì ra là đã chìm xuống nước hả, hết hồn tưởng làm lỡ bung gì chứ. Yes, thì cuối cùng mình đã làm được rồi, mặc dù cái này là fake nhưng mà ý là mình vẫn có thể làm được. Hey, mong cái tiếp theo không phải là fake nữa nha các bạn. Thì như chúng ta đã được biết, khi trái quỷ mà thả xuống biển thì nó sẽ biến mất vĩnh viễn luôn đúng không? À đó, thả xuống biển và ấy mày giả không? Ê được trái quỷ miễn phí nè các bạn, what the hell. Tuy nhiên có một bạn fan đã comment ở bên dưới, đó chính là khi mà chúng ta thả trái quỷ xuống lava thì nó không bao giờ biến mất. Nên là muốn biết được sự thật này thì chúng ta phải thử mới biết được. Ok, qua lava nào, let's go. Ây da. Ai coi chừng em hút, đào á. Em miễn nhiễm với lava mà. Ôi ghê vậy, người da đen đó sức mạnh đó hả? Để thử xem coi là trái quỷ này khi mà tiếp xúc với lava nó có bay màu giống Vidac không nha các bạn. 1, 2, 3. Bùm. Ồ, vậy là cái này là chuẩn hả? Trái quỷ sẽ không biến mất khi thả với lava. Em nghĩ nó sẽ biến mất khi dục trên lava. Ok, vậy bí mật này là real nha các bạn. Đến với bí mật tiếp theo, đó chính là bạn này nói là khi mà chúng ta sử dụng trái Falcon và biến hình trái human thêm một cái nữa thì chúng ta sẽ được mọc lông nách. Nghe kỳ kỳ ta. Nhưng mà lỡ rồi nên là tụi mình vẫn phải thử thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng trái Falcon và mọc cánh ra. Tiếp theo sẽ là trái human. Từ nha, để mình biến hình trái human cái nè. Biến hình human và ấy, anh mọc lông nách thiệt nè. Đi đâu. What the hell. Ơi em tưởng cái này là cái nghe giả nhất trong những cái nãy giờ mình làm luôn mà nó là có thiệt. Ôi vậy là mình mọc lông nách thiệt á ta. Thậm chí là con leo bát của mình nó còn mọc cánh nữa nè. Vậy là cái này có thiệt nha các bạn. Real 100%. Và đến với một cái bí mật tiếp theo nữa, đó chính là khi mà các bạn đăng ký kênh của anh Crazy Land thì các bạn có thể random được những trái quỷ siêu xịn luôn, 100% no cap. Chuẩn không Vidac? Chuẩn 100% rồi, chắc quỷ xịn luôn. Nên là các bạn đừng ngần ngại mà kéo xuống dưới like và đăng ký cho mình nha. Còn Vidac thì các bạn đừng để ý làm gì hết trơn á, kể đi. Và đối với bí mật tiếp theo thì bạn này nói khi mà chúng ta sử dụng trái Venom và biến hình lên thì nó sẽ gây đam độc ở xung quanh nữa. Kiểu như mấy trái human hay là trái Yamamoto đó, khi mà biến hình lên thì nó sẽ gây ra một cái lượng đam cực kỳ lớn xung quanh luôn. Nhưng mà trái Venom thì mình không biết có gây ra đam nữa. Em đoán thôi, nó có gây ra đam không? Em á nha, em là chùm men Venom á thì chắc chắn này là giả. Nghe cũng hợp lý mà ta, từ đến biến hình thử nha. Biến hình Venom. Hay chưa. Ấy Venom cũng có lông nách kìa. Ủa mà sao là giả ta, anh nghe cũng real vậy. À nhưng mà Venom khi mà nhảy xuống thì nó gây đam kìa. Nó tạo ra những dũng độc thôi chứ nó không gây đam trực tiếp đâu. Ôi gì chứ Venom biến hình yếu vậy hả? Nè coi chứ 31 rồi nè, thấy không? Biến hình cái là mày. Nó phải quấn luôn á. Vậy mà trái Venom không làm được gì hết các bạn ơi. Thôi thì do trái Venom quá phế nên là bây giờ chúng ta sẽ đến với bí mật của trái Leopard nha các bạn. Thì như các bạn biết đó, số lượt nhảy trung bình của chúng ta đó chính là 11 cái đúng không?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 là hết rồi, hết nhảy được. Tuy nhiên bạn này đã comment đó chính là khi mà chúng ta kết hợp với chiêu ít của Chandler Bass khi mà nhảy á thì chúng ta có thể nhảy vô tận luôn. Cái này nghe có vẻ hơi vô lý dữ nữa nè, nhưng mà thôi kệ, anh sẽ làm thử nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và xài chiêu ít, nhảy lên 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ui, anh nhảy thêm được 12 cái luôn nè. Tại heo bình thường, người con người bình thường nó có ai nhảy liên tục như vậy được. Lucy trong One Piece em biết không, nó có cái ghép bô vĩnh cửu mà, phải không? Vậy là do Love Food nó muốn tạo cái game giống One Piece các bạn ơi, nên là con Leo Bass này có thể sử dụng ghép bô nhiều lần. Này là gọi là tính năng ẩn á, bí mật. Đúng rồi, tính năng chứ không phải loại bút. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Vậy là cái này là có thật 100% nha các bạn, và khá là hữu dụng nữa. Ê, nhưng mà em có bao giờ nghe tới việc mà sử dụng chiêu trong Save Zone được chưa? Cái đó thì sao làm được, Save Zone là đâu có làm được gì đó. Bây giờ em vô Save Zone rồi em sao chứ lớp, em chịu hồi thằng bạn em ra đi. Rồi. Rồi, chị hồi ở đây. Đó. Ôi, anh luôn hả? What the hell? Ê, từ từ, bây giờ em tin anh có thể xài chiêu dách lên người của con này không? Con này nha. Mày, đó. Ôi, nhưng mà nó đâu có chết. Nhưng mà xài chiêu được trong Save Zone á. Ghê không? Ồ, oh, dạ nha. Ok, và mình sẽ test lên người chiếc gót luôn nha các bạn, để xem coi là có... Ôi, làm được luôn kìa. Oh my god. Ôi. Ôi. Vậy là việc chúng ta có thể sử dụng chiêu lên người khác trong Save Zone là hoàn toàn 100% có thể làm được nha các bạn. Thì đang ở C2 này, em biết cái gì nổi tiếng chứ không? Ừ, cái gì nổi tiếng nha C2? Combo dìm lava. Ồ, đúng rồi ha. Nhưng mà có một cái bí mật đó chính là khi mà em á bị TB ở chỗ lava đúng không? Em chỉ cần đứng yên, không làm gì hết là em sẽ không bị mất máu. Nhưng mà đứng yên là bị nó đánh chết luôn mà. Ừ. Bye bye. Ví dụ các bạn ơi, ví dụ. Nhưng mà cái bí mật này là hoàn toàn có thiệt nha, đó chính là khi mà chúng ta đứng ở đây á là sẽ không bị mất máu. Đứng yên đó nha, là không bị mất máu. Ôi, gì vậy? Xài chiêu ít cũng bị mất máu ở lava nữa hả? Và đối với bí mật tiếp theo đó chính là các bạn không thể nào nhặt gương được nếu mà đang ở trong hình dạng của Human V2. Em tin không Phúc? Không. Để ủa, tin. Là tin hay không? Em nghĩ là em biết định lại, em không tin. Ờ ok, nè bình thường nè, chúng ta có thể nhặt gương được đúng không? Hoàn toàn bình thường luôn, khá là đơn giản. Nhưng mà khi chúng ta biến hình Human V2 thì mặc dù các bạn rất là bự và rất là dễ đụng vô cái gương, nhưng mà các bạn không thể nào nhặt được gương, các bạn thấy không? Mình không thể nào đụng vô cái gương luôn nè. Nhưng mà để dễ thấy hơn á thì đi vô đây đi. Nè, biến hình trong khung này luôn. Thấy không? Quá trời gương luôn nè. Nhưng mà không nhặt được nha, không nhặt được gương. Nè, mình cố gắng chạm cái nào. Tại anh béo quá hay sao á? À hay. Lý do là gì vậy em Lockfoot? Tại sao không cho Human V2 nhặt gương? Ê, V2 đang nhặt hết gương của mình rồi, đừng. Anh không nhặt được, em nhặt giùm cho. Thật ra là em đã bị lừa đó Phúc. Đây chính là căn hầm nhốt loli của anh. Đến với lời đồn thứ 28 theo anh là V2, đó chính là liệu các bạn có biết khi chúng ta bị con NPC giết thì chúng ta sẽ bị mất một lượng bounty kha khá đúng không? Nhưng mà em có biết á là số bounty đó sẽ bằng với level của con quái không? Không, cái chuyện đó thì em không biết. Nè coi nè, ví dụ con boss này level 1550 đúng không? Thì khi nó giết anh nó sẽ mất 1550 bounty. Ừ mà V2 nó không bị quýnh chết chắc nó không tin đó các bạn ơi. Ngu gì đang boss quýnh chết các bạn ơi. Ôi nó giết boss rồi. Khoan đã, theo anh nè, qua Bitmom đi. Con boss level cao nhất trong Lockfoot hiện tại. Thì bây giờ mình sẽ chạy vô cho nó giết để chứng minh là cái tin đồn này có thật nha các bạn. 2175 và bum. Yeah, chúng ta đã mất 2175 bounty. Thì mình vừa mất 3k bounty chỉ để quay video cho các bạn thôi đó, nên là đừng quên kéo xuống dưới like video này đi. Ờ và đăng ký nữa nha. Và tin đồn tiếp theo đó chính là trái Rubber có thể né được đòn của cây súng. À mà lý do tại sao mình cầm với Rubber tại vì mình không có trái Rubber các bạn ơi. Ủa phải đắt có nè. Em ăn nha. À rồi rồi, em là Luffy rồi đó. Sau đó thì mình lấy cái súng mình ra và bắn lên mặt với đất, bắn lên mặt với đất. Có bắn hụt không? Khoan nha các bạn, để mình ngắm kỹ lại tí đã. Mày hả bội? Mày chi nha vậy trơn, thử sâu guitar ta ơi. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình phải sử dụng vũ khí hạng nặng luôn nè. Soul Sacker AD Diablo. Ui em bay lên trời kìa. Có khả năng sửa tua nó nhưng mà không gây ra đam. Ok, quay lại với con boss đầu tiên đi. Thì ở tin đồn tiếp theo này đó chính là khi mà chúng ta giết con boss xong và out ra thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện được cái lỗ bùng vô hạn mastery. À nghĩ sao có thiệt được, ngu lắm mới tin các bạn ơi. Nhưng mà lả rồi, phải thử biết sao giờ. Bây giờ mình sẽ quýnh cái con boss đầu tiên này nha, hay là quýnh con boss Big Mom cho nó nhiều mastery ta. Ừ, xong với Big Mom. Quýnh Big Mom sợ hai anh em quýnh không lại chứ.
Rồi rồi rồi, Phúc, em giúp anh giết con quái đi Phúc. Bây giờ mình sẽ canh Phúc giết xong con boss là mình out liền luôn nha các bạn. Để coi là cái tin đồn có thật hay không. Giết này nha. Giết đi. Rồi out. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần vô lại đúng không? Ok, rồi bước tiếp theo các bạn chỉ cần vô lại ở C1 và sau đó thì giết một con quái ngẫu nhiên. Chúng ta chỉ cần giết con bandit thôi các bạn thấy không? Một con bandit duy nhất và chúng ta đã có được Infinity Mastery. What the hell? Một con bandit mới lên level kìa. Anh ba xịn. Đúng là đẳng cấp thế giới luôn chứ. Lên được chiêu mới chỉ bằng một con bandit. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình chơi Lockfruit thì đây chỉ là cái lỗi bung thôi nha. Ok, và đến với tin đồn tiếp theo. Đó chính là ông Tyburn C2. Ổng không có. Và đến với tin đồn tiếp theo đó chính là trái quỷ có tầm đánh xa nhất trong Lockfruit. Mình sẽ cho các bạn 3 giây để đoán xem đó chính là trái nào nha. Anh đoán là trái Spider. Để xem coi nó có phải là trái bắn xa nhất hay không nha các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu C của trái Spider V1. Ngắm và bắn về đất. Ôi. Nguyên một cây cầu dài vậy luôn các bạn. Mà thậm chí mình còn đứng sâu bên đây nữa chứ. Đâu đâu, để anh thử, anh chạy múc ngoài này rồi anh bắn thử rồi. Ok. Rồi ngắm và bắn. Đúng không? Không, anh đứng xa cái cỡ mấy cây cầu luôn á. Nhưng mà các bạn đừng lo, mình đã có một trái quỷ có thể bắn xa hơn cả trái spider nữa. Thì bây giờ mình sẽ đứng ở trên đảo cà phê, còn với đất thì các bạn thấy không, cái chớm vàng vàng đó. Rồi bây giờ mình sẽ bật haki quan sát lên và sử dụng chiêu ít. Sao chúng được cách mấy cây cầu luôn á? Cách có một hòn đảo chứ nhiều các bạn. Thử xem, đây chính là màn hình của với đất. Để xem coi là mũi tên mình có bay tới không nha các bạn. Ui, ôi cái gì vậy? What? What? Anh đâu xuất hiện vậy, đâu xuất hiện gì tiên, đâu gái xuất hiện bắn như người em vậy. Các bạn thấy chiêu ít của trái lớp nó bá đạo đấy các bạn. Cách gần một hòn đảo luôn mà dẫn chúng. Và đến với tin đồn tiếp theo đó chính là chiêu V của chiếc băng. Dạng V1 nó sẽ đóng băng lâu hơn dạng V2. Em có tin điều này không? Sao được, V1 là bản cùi hơn của bản V2 mà. Kiểu anh thấy mấy người chơi pro thường thường xài V1 hơn là V2 á. Rồi, nhưng mà giờ mình sẽ thử cái tin đồn này nha các bạn. Độ không tuyệt đối, đầu tiên sẽ là V2. Bao nhiêu giây, điểm thôi ơi. Ủa nhanh quá vậy. 2 giây. Ơi có khi nào là thiệt không Phúc, anh thấy nhanh thiệt luôn á. Và đến với trái AV1 kỹ băng hà. Để xem coi đâu chính là bao nhiêu giây. 2 giây rưỡi. Lâu hơn mà. Nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Nhưng mà thấy các bạn thì chiêu V đóng băng lâu hơn. Các bạn hãy nhớ comment bên dưới nha. Có bao giờ các bạn đã gặp phải trường hợp đó chính là đang cầm trái quỷ ngon thật là xịn trên tay thì bỗng nhiên có một thằng chạy lại và múc ban các bạn. Và đương nhiên các bạn sẽ mất trái quỷ. No. Và ở tin đồn lần này đó chính là chúng ta vẫn có thể có cách giữ trái quỷ đó nếu như các bạn đang cầm ở trên tay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ random trước nha các bạn. Nhớ nhập code AirCrazyLion sẽ random được trái like. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử cái tin đồn đó nha. Đầu tiên thì chúng ta reset và sau đó rớp giác quỷ ra. Ủa, hình như nó cũng mất luôn đúng không ta? Là giữ vô. Ủa, cái like của anh tàn hình rồi nè. Là vẫn giữ được cái like. Vậy em cũng phải thử. Rồi lượm. Ui, được chiếc flame thiệt nè các bạn. Rồi tin đồn này real 100% nha các bạn. Quá đỉnh. Ok, và đến với tin đồn tiếp theo đó chính là V4 của tộc thiên thần có thể khống chế boss vĩnh viễn luôn. Thiệt hả? Ừ, và các bạn biết rồi đó, chỉ có một mình với đất đây là tộc thiên thần thôi. Ôi, gốc của em cũng đắc dụng rồi. Nên là bây giờ em phải bị anh quýnh nha. Mày hả bội? Rồi bắt đầu bay phố. Ok, con à. Let's go. Ôi vì đất nó bay các bạn ơi, anh ấy thật sự là thiên thần. Rồi, thì bây giờ em chỉ cần đi xung quanh con boss thôi Phúc, đứng xung quanh con boss thôi. Con boss nó bị khống chế thì không vậy các bạn. Ủa? Có sai, có nhầm lẫn vô một lần sao nó vẫn đánh em được vậy? Giờ tin đồn này là fake các bạn ơi, tộc thiên thần V4 không có bá đạo đến mức đó nha. Và đến với lời đồn tiếp theo đó chính là chúng ta có thể mọc cái chân bự hơn bằng Dark Step. Chân dở đúng không? Đầu tiên các bạn bật cho mình chiêu V của cây Dark Step nha. Overhit. Ghê vậy, em cũng chuẩn bị sẵn sàng hả? Rồi sau khi bật xong thì các bạn chỉ cần đổi xem cái melee đó ngẫu nhiên tùy các bạn thôi. Superhuman. Và các bạn tắt bít ha. Mình thật sự biến thành cái chân siêu bự luôn đó các bạn. Among Us. Đừng. Giả vờ làm trái quỷ. Ôi đây coi trái quỷ mọc cái cây được không? Trái quỷ này to to sao á. Ok, và tiếp theo chúng ta cần phải đi tích nộ của trái T-Rex nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy trái Smog ra, sử dụng chiêu V của trái T-Rex và cầm trái Smog lên. Thì lúc này các bạn sẽ tàn hình.
Rồi theo mình nghe nói thì sau khi tàng hình thì chúng ta sẽ lấy trái human ra. Thì lúc này các bạn sẽ biến thành một cái mặt trời mini. Kìa các bạn, này đom đóm với mặt trời gì? Bị phát hiện các bạn ơi, tôi yêu chi 97. Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không? Em thấy giống đom đóm lắm luôn đó Lành ơi. Ừ, anh cũng thấy giống đom đóm nữa, không lẽ anh giờ sẽ trở thành đom đóm chúa sao? Và ở tinh đồ này đó chính là chúng ta có thể thức tỉnh lên Phoenix V4. Đầu tiên thì các bạn hãy mở bảng chép quỷ lên, bấm chữ equip, sử dụng chiêu dách và bấm equip thật là nhanh. Thì lúc này mặc dù các bạn đã đổi qua chép portal rồi, nhưng mà các bạn vẫn còn đôi cánh của Phoenix. Thì với cái này các bạn có thể tạo bao nhiêu cánh của chép Phoenix tùy thích luôn. Ok, và đến với tin đồn tiếp theo, đó chính là khi các bạn đó chính là khi các bạn mua cái thuyền bay ở C2. Rồi, chúng ta chỉ cần bay thẳng đến Kingdom of Rose và quẹo quẹo qua phía bên đây một tí. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Đúng hướng này không? Ôi nó bay thiệt kìa. Hải tặc xâm chiếm thành phố các bạn ơi. Wow! Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi nó lúng xuống dữ luôn rồi. Ok, và bỏ qua cái thuyền này của mình đi. Thì tiếp theo các bạn chỉ cần chuyển sang cái click to move. Cái các bạn hỏi mình khá nhiều trận chiến PvP lần trước đúng không? Để sử dụng cái bung này á, các bạn chỉ cần nhảy lên chuột phải và bấm nút lướt là các bạn sẽ bay siêu cao luôn. Ui, what the fuck? Em đây muốn hải tặc đại chiến mà. Nổ thiệt phút ạ. Lung xuống đất nữa rồi, em lọt xuống đất luôn rồi. Ok, và đến với tin đồn tiếp theo đó chính là khi mà các bạn vào game nhưng mà không chọn phe và có một thằng nào đó chạy lại ở phía dưới này và spam nút nhảy thì màn hình các bạn sẽ bị rung lắc từ từ cắm đầu xuống phía dưới. Hình như mình cảm thấy nó méo méo thiệt á. Các bạn cảm thấy cái độ xéo của màn hình mình không? Bây giờ mình phải nghiêng đầu để nhìn cái màn hình mình á. What the fuck, nghiêng vậy? Vậy là cái tin đồn là có thiệt nha các bạn. Ok, và đến với cái cuối cùng đó chính là các bạn dịch chuyển người khác vô chiêu V của chép portal. Ờ, đứng gần cái cổng này. Ê, đừng đứng gần quá nha. Đây, các bạn đứng gần cái cổng thôi và sử dụng chiêu X Amor Breaker, sử dụng vô cái cổng và pum, mình đã bay khá là xa so với cái chỗ vị đắc đang ở nè. Thì đó chính là tất cả 40 lời đồn mà các bạn fan đã gửi cho mình trong thời gian qua. Nếu như các bạn thích những clip dài như thế này thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye.